Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, thật khó tin khi không có đài truyền hình nào của Thái Lan phát sóng AFF Cup 2022. Rất nhiều cổ động viên Thái Lan không hiểu vì sao không có đài truyền hình nào quan tâm tới giải AFF Cup mà đội tuyển quốc gia thi đấu, khiến họ phải tự tìm cách xem trận đấu của voi chiến, tờ Sam Sport viết. Theo tờ báo của Thái Lan, nhiều cổ động viên nước này đã bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội sau khi không được xem trực tiếp voi chiến thắng 5-0 trước Brunei ở trận giao quân AFF Cup 2022 ngày 20 tháng 12. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử AFF Cup kể từ năm 1996, không có đài truyền hình nào của Thái Lan phát sóng trực tiếp trận đấu của voi chiến ở giải đấu hàng đầu Đông Nam Á. AFF Cup đã diễn ra 13 lần kể từ năm 1996, với các đài truyền hình Thái Lan đều mua bản quyền phát sóng ở 13 giải đấu trước đó. Tuy nhiên, đến năm 2022, ở kỳ AFF Cup thứ 14, thật khó tin khi không có đài truyền hình nào của Thái Lan phát sóng, tờ Sam Sport viết. Trong bài viết trên mạng Plus, Thairat, cây bút Rangrit Pecharat bày tỏ sự bất bình về việc đội tuyển Thái Lan thi đấu ở AFF Cup nhưng không có nhà đài nào của nước mình mua bản quyền giải đấu. Cây bút này cho rằng AFF Cup không nằm trong 7 sự kiện thể thao lớn mà các cơ quan Thái Lan phải mua bản quyền để phục vụ cho người dân. Do vậy, không có đơn vị nào đứng ra mua bản quyền AFF Cup 2022. Dù thành công của đội tuyển Thái Lan ở cấp độ thế giới hay châu lục còn rất xa vời, nhưng không vì thế mà xem nhẹ AFF Cup, giải đấu này chính là sân chơi cơ bản nhất để đội tuyển Thái Lan thể hiện khả năng và giành chức vô địch. Cây bút Rangrit Pecharat bình luận, thật là khôi hài khi mà nghĩ đến một ngày, những thành tích của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup đã bị phớt lờ và chẳng còn được quan tâm. Lúc này, các cổ động viên Thái Lan chỉ còn biết tìm kiếm trên mạng dòng chữ, kênh nào phát sóng trực tiếp đội tuyển Thái Lan thi đấu. The World Point Today của Thái Lan cho biết, AFF Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã thuê công ty Spotify của Đức làm trung gian đàm phán bản quyền. Phía Spotify chỉ muốn bán trọn gói 26 trận với giá khởi điểm 76 triệu bạt, 2,2 triệu USD. Trong khi đó, các nhà đài của Thái Lan chỉ muốn mua các trận đấu có đội tuyển Thái Lan góp mặt khoảng 8 trận nếu vào chung kết. Chính vì khúc mắc này nên chưa đài truyền hình nào của Thái Lan mua được bản quyền truyền hình AFF Cup 2022. Chính vì lý do này mà trên một trang thể thao Thái Lan, Thái Lan Su Su đã có một bài viết cảm ơn VTV của Việt Nam, dường như để cà khịa Liên đoàn bóng đá cũng như các nhà đài Thái Lan. Bài viết với nội dung cảm ơn VTV của chính phủ Việt Nam đã phát sóng trực tiếp ASEAN Cup cho người hâm mộ Thái Lan xem, kèm theo hình ảnh trận bóng đá trực tiếp trên VTV Nam và link trang web VTV Go. Bên dưới bài viết này, rất nhiều cổ động viên bóng đá Thái Lan đã để lại bình luận khá hài hước. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Cảm ơn bạn, chúng tôi đã dùng hết tiền để mua World Cup, phá sản rồi. Tôi không thể chấp nhận chính quyền này, từ chức là cách tốt nhất. Hãy để người có hiểu biết vào làm việc, đừng lo người mới không làm được việc. Đừng nói với nước khác rằng chúng ta có thủ tướng như thế này, xu hướng bóng đá của Thái Lan thấp quá nên không ai muốn tài trợ nữa. Tôi cảm thấy thương cho những người hâm mộ Thái Lan, ông ta sẽ bám vào ghế và không buông, rất trơ trẽn. Hình ảnh rõ ràng và nó không bị rung lắc như xem các giải bóng đá Thái Lan. Cảm ơn Việt Nam vì điều này. Cảm ơn chính phủ Việt Nam xem hết các trận Việt Nam và Lào mặc dù tôi là người Thái. Cảm ơn Bangkok, Việt Nam bởi Thủ tướng Hejan Thangwan, người đã nhã nhặn phát sóng trực tiếp lần này. Cảm ơn Thủ tướng Việt Nam đã mang lại hạnh phúc cho dân tộc Thái. Cảm ơn Bác Hồ Chí Minh. Mừng quá, nước mắt sẽ rơi. Chúng tôi đã xem tất cả các trận đấu trên TV của Việt Nam. Cảm ơn tất cả người Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam rất nhiều, giúp giảm phí bản quyền live Thái Lan. Vui lên Việt Nam ơi, vui quá. Nó thể hiện rất nhiều thứ. Thái Lan chúng ta có một vấn đề chung, đặc biệt là các màn trình diễn và sự thịnh vượng của bóng đá Thái Lan. Tôi tin rằng bóng đá Thái Lan đang cần phải tiếp thị và kích thích những màn trình diễn như của Zico. Thái Lan kinh tế kém hay chủ cổng bán bết gì đi chăng nữa thì tôi tin rằng tư nhân cũng phải dám đầu tư để mua bản quyền phát sóng cho người Thái Lan xem cho chắc chắn. Dạo này rất nhiều vấn đề, đặc biệt là sự xấu hổ của Thủ tướng và Hiệp hội Thái Lan. World Cup Thái Lan không thi đấu, sao họ không mua nhỉ? Khi Thái Lan thi đấu họ lại không mua, đúng là khó hiểu. Ít nhất người Thái có thể nghe tiếng Việt và tốt hơn là không có gì để xem. Trẻ em Thái Lan thích thể thao nhưng không có đá bóng mà chúng tôi thích xem. Thủ tướng nên xem xét lại vấn đề này, bóng đá Thái Lan đang đi vào ngõ cụt. Xấu hổ với người Việt Nam, đá bóng Thái Lan đã đi xuống. TV Việt Nam thật quá, không phải chỉ quay phim mỗi các trận thi đấu có Việt Nam. Không ngạc nhiên khi đội tuyển Việt Nam sẽ tiến bộ hơn đội tuyển quốc gia Thái Lan. Mỗi đội từ United trẻ đến đội lớn đều có ghi hình trực tiếp. Hey, con muốn xem Thái Lan đi World Cup cái gì? Chỉ cần cơ bản là ghi hình hết các đội tuyển quốc gia cho dân chúng xem là được, không thể làm được như Việt Nam sao? Cạn lời, các ông không thấy xấu hổ với người nước ngoài sao, chính quyền Thái? Xấu hổ, lãnh đạo, các nhà quản trị của đất nước, bạn có xấu hổ với hàng xóm của mình không? Quốc gia nào tham gia cuộc thi cũng phát, còn Thái Lan thì không phát.
thái đá nhưng phải dựa vào kênh truyền hình của hàng xóm để xem, đau hết cả đầu. Xấu hổ quá, cuối cùng Việt Nam cũng giúp đỡ. Theo mong Việt Nam trong từng câu chuyện, tất cả những gì tôi nghe thấy là công phượng. Bản quyền, phát sóng đá bóng ASEAN, mấy tỷ. Công lao này xứng đáng để Việt Nam lên ngôi vô địch, chà tôi chán ngấy sự quản lý tồi tệ này rồi. Khi nào đá xong thì đừng có trâu với họ, thật ra chúng ta phải biết trân trọng công lao của họ, hãy nhớ điều này. Cảm ơn Đài Truyền hình Sứ mệnh Quốc gia Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ. Đây là một đất nước chăm sóc người dân toàn diện, vì hạnh phúc của người hâm mộ, không giống như một số quốc gia không chăm sóc cho người dân của mình. Ban chấp hành Trung ương Thái có khi phải viết thư cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Hiệp hội Thể thao Việt Nam, cảm ơn Thủ tướng Kawan Kawandak, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn dắt và mang đến cho người dân Thái Lan hạnh phúc khi được xem trận đấu AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. World Cup Chính phủ đã trả 600 triệu để phát sóng. AFF, đội tuyển Thái Lan đã chơi tích cực nhưng không chiếu, nguyên nhân là gì? Tôi sợ Thái Lan không vượt qua vòng 1, chương trình này đã kết thúc. Người Thái thông minh sẵn rồi, không cần tốn tiền, tuyệt vời. Khổ thân người Thái, yêu VTV, lại ông Sam Yot. Yay, tôi rất hạnh phúc, Việt Nam tốt bụng quá. Đội tuyển quốc gia Thái Lan đang đá như người Thái không xem, không ai xấu hổ nhưng tôi xấu hổ. Và phương tiện truyền thông của chúng ta đang ẩn náu ở đâu? Tiền bị lãng phí cho World Cup, thế là không có tiền mua bản quyền rồi. Đó là một vài bình luận của netizen Thái Lan. Trên mạng xã hội, các trang thể thao lớn còn chia sẻ với nhau một tâm thư của người Thái về việc mua bản quyền các trận bóng. Đoạn đầu có nhắc lại việc mua bản quyền AFF Cup năm 2022, mình sẽ không nhắc lại, mình chỉ đọc phần tâm thư của người Thái thôi nha. Trận chiến AFF tiến gần hơn so với World Cup, chính phủ đã đưa ra nhiều ngân sách quảng cáo cho các sản phẩm có thương hiệu vào World Cup, ngân sách còn lại cho AFF đã bị giảm thêm, cơ hội quảng cáo khó khăn hơn. Nghề này khó đấy, đó là một trò chơi đo lường hoặc mạo hiểm của doanh nghiệp phát sóng trực tiếp. Người bán muốn bán với giá cao, người mua muốn mua với giá thấp. Người bán hàng xem Thái Lan là một quốc gia có nhu cầu cao, tiềm năng giá cao và quan trọng hơn là người Thái thích đòi quyền lợi của họ. Lại cái trò mà nếu người Thái không có bản quyền xem miễn phí thì chính phủ và cơ quan chắc chắn sẽ bị truyền thông và công chúng áp lực từ nhiều kênh khác nhau. Do đó, bộ phận bán hàng không muốn thay đổi gói hàng mà Thái yêu cầu, họ chỉ muốn mua những trận có Thái Lan chơi mà không muốn mua những trận khác. Có vẻ như người bán hàng đã đánh nhầm tình hình, vì thể thao Thái Lan vừa nhận được bài học đắt giá từ chấn thương mới nhất là nhờ trung gian với ngân sách 1,180 triệu bạt để mua bản quyền World Cup vừa kết thúc. Hội đồng an ninh quốc gia đã làm sai cách, đã trở thành một bài học quan trọng mà bạn nên can thiệp. Phát sóng trực tiếp có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện tại, Bangkok đã thay đổi ý tưởng và hiểu về doanh nghiệp phát sóng trực tiếp sau World Cup. Đó là vấn đề kinh doanh, ngành tư nhân có mua hay không là quyền hợp pháp, vì họ phải thấy giá trị của đầu tư. Bangkok không nên tham gia mua bản quyền thể thao nữa và nên được phép tuân thủ các cơ chế thị trường. Nếu không, Thái Lan sẽ luôn bị áp lực bởi giá người bán, lãng phí tiền nhiều hơn các nước khác một cách không cần thiết. Ví dụ Premier Football với hàng tỷ bạt, World Cup với hàng tỷ bạt, nhưng nhiều người khác muốn được theo dõi SEA Games, ASEAN Games, giải vô địch châu Á trong tương lai hơn. Vì vậy, người Thái nên hiểu biết và thức tỉnh. Khi thế giới thay đổi, chúng ta phải thay đổi phù hợp và cho phép các thứ được thương mại hóa như cách chúng nên được. Đắt thì đừng mua, nếu đáng mua sẽ có người mua, giống như chúng ta ăn cơm, trong túi có bao nhiêu tiền cũng ăn theo ngân sách, tiền nhiều thì ăn rượu thì thôi, có ít tiền thì mình tự nấu cơm, bất cứ khi nào bạn sẵn sàng là chỉ việc ăn. Tôi là một fan hâm mộ Thái Lan, tôi yêu bóng đá Thái Lan, tôi muốn xem bóng đá Thái Lan, nhưng nếu tuần kém thì người bán bị áp lực và sẽ bán hàng vô lý. Vâng, đó là một số ý kiến của netizen Thái Lan. Các bạn có đánh giá như thế nào về những chia sẻ của các fan hâm mộ bóng đá Thái Lan thì hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ Ad nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.